Ngày ấy xa xưa con chập chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi con thành người, rời gót chân cha con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Chan chứa trên đời đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thầm sáng ngày trăng con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là gia nghiệp muôn đời. Đời dâng hiến, giờ đây con hát lời khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chan chứa trên đời con. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa của con ngày đêm. Ngài tắm con bằng ân thiêng hạnh. Chúa mãi hoài chan chứa trên đời con, dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chan chứa trên đời. Thank you.
con tim mong đáp đền. Chúa đã đặt vào trong tim con nỗi khát khao tình yêu của Ngài, nỗi khát khao khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim con niềm khát khao hướng về chính Chúa, là nguồn cội đời sống con, hạnh phúc của con. Tình yêu Chúa nhẹ nhàng huyền siêu, hằng nâng niu đời con khôn lớn, u ấp đời con những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con chẳng đôi giây. Xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ nơi thánh đường giáo họ Lạc Phú đây để cùng với sơ Maria Trần Thị Nguyệt dâng lễ tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban. Đó là hồng ân thánh hiến. Vì vậy chúng ta mừng cho sơ, cũng mừng cho gia đình và cho giáo họ một tràng pháo tay. Đúng ra sơ Maria đã khấn chọn cả cách đây gần hơn một năm rồi, vào tháng 5 năm ngoái ở mãi bên Mỹ, nhưng mà dịp này mới có về quê, về nơi chất nơi chôn rau cắt trốn của mình để dâng lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho những người đã giúp sơ tiến đến được thánh hiến bản thân mình cho Chúa và cho giáo hội. Và cầu nguyện cho những người đã giúp sơ mà đã qua đời, đặc biệt nhất là cho ông cố Gioan Bautista. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận, trước khi cảnh thánh lễ chúng ta hãy thành tâm năn thống hối hầu sự đáng cảnh mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận Thiên Chúa
phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Nỗi tại tôi mỏi đàn. Vì vậy tôi xin đức bà Maria trọn đời đồng trinh, càng thiên thần, càng thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thành Thiên Chúa trên căn tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tùng Chúa. Tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Trong vinh quang đứng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi.
Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Vì thế,
anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan để tỏ lòng biết ơn. Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca. Do thần khí linh hướng, anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm. Hãy nói nhân danh Đức Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, vâng lời cha xứ, chủ tế và lời đề nghị của Sơ Nguyệt là trung tâm của buổi lễ ngày hôm nay. Trung tâm ăn mừng thôi chứ trung tâm là chính Chúa, nhưng mà hoa khôi trong ngày cưới là Sơ Nguyệt. Thay lời cho cha tỉnh quê hương, xin được chia sẻ lời Chúa hôm nay. Chuyện kể rằng có một bà sơ mà đi vào nhà dòng đi tu, rồi hôm ấy được về nhà chơi mẹ này. Bà còn thắm này ha. Bắt đầu mới rủ rỉ, hai mẹ con rủ rỉ với nhau: này con đi vào nhà dòng thích không? Thích lắm. Suốt ngày hát cái bài chị em ta hay mến thương nhau đấy, trong tình yêu Thiên Chúa là cha, mẹ mừng lắm. Bảo con thì hát hay, xinh đẹp thế này, con vào dòng con làm nhiệm vụ gì ấy? Nói cho mẹ mừng cơ. Bà sơi này với tươi cười và nói: dạ, vào dòng con làm nhiệm vụ anh liệt lắm, đó là nhiệm vụ nuôi heo. Mẹ tiêu nghỉu, tưởng là vào nhà dòng làm ông to bà lớn thì làm nuôi heo thì làm gì.
Bà sơ bảo không những con nuôi heo, con còn nuôi mấy con nữa cơ. Và con gì thế? Con nuôi một con heo, một con chó, hai con chim ưng, hai con khỉ, hai con vượn, mấy con nữa. Và mẹ im không nói gì. Nuôi vài con chó cảnh thì được oai rồi, mấy con chim cảnh cho mấy con vẹt ra hát líu lo thì được, nuôi gì nắm mấy con khủng thế. Ông bố liền gọi con lại và hỏi: sao nhà dòng nuôi toàn những loại khủng, vượn với khỉ với hổ gì không, nuôi làm gì ạ? Và sơ này mới trả lời rằng: con heo chính là cái bụng của con, đói ăn suốt ngày. Con chó chính là cái miệng của con, sủa, kêu ca, càm ràm suốt ngày. Hai con chim ưng là hai cái mắt chuyên môn nhìn móc họng người ta, không không phải nhìn con mắt bồ câu trâu mà nhìn ngượng mắt lên, trợn trừng lên rồi móc họng người ta. Hai con khỉ là hai bàn chân chạy nhảy suốt ngày không muốn rời. Hai con vượn là hai bàn tay trèo bẻ cây bẻ cành phá phách suốt. Con phải canh mấy cái con vật đó thì mới xứng đáng được đi tu. Hình thưa cộng đoàn, đi tu tưởng là làm công to việc lớn gì. Đi tu chính là sửa trị mình, điều khiển mình, chăn nuôi mình, làm cho những cái gì đó mà nó bất kham, cái gì đó hung hăng nơi của mình được mềm yếu lại. Giống như chữ nho, chữ tu đó, là ta vẽ một chữ nhân trên một cái mái nhà, và dưới đó là cái tóc, cái đuôi tóc bị cắt ra. Cho nên mấy người đi tu Phật giáo, người ta cắt tóc đi, cắt cạo hết đầu đi, đi tu vậy. Tu là sửa trị, cắt tỉa tóc, như người đi cắt tóc, sửa cho nó đẹp. Và nếu không nó sẽ bù xù đó. Còn các sơ nhà mình không phải cạo tóc thì làm gì? Làm cái núp bịt lại, che lại. Đó. Như vậy là ngày xưa có nhiều bảo, mấy bà sơ, mấy bà có tóc không? Thì bịt hết đấy rồi, giống như bà sư vậy. Tu là để sửa trị con người mình, không hơn không kém. Giống như là Thánh Philippe Neri, khi mà thấy một con người mà bị đưa ra tòa xử bắn vì tội trộm cướp giết người, Ngài đã quỳ xuống cầu nguyện, lạy Chúa: cảm ơn Chúa đã ban cho con là người công giáo, và hơn nữa con được đi tu, chứ nếu không con phạm tội gấp 10 cái thằng kia. May mà mình được là người công giáo, được dạy dỗ giáo lý, mình bớt phạm tội đi. Và nhất là mình đi tu nữa thì mình bớt được ít nữa. Đó. Như vậy, đi tu để mà sửa trị chính mình. Sửa trị chính mình. Và nếu như hỏi rằng, đi tu, tại sao anh đi tu? Nãy cha tỉnh có tâm sự với tôi, ngoài chuyện là ai là cha cố, cha nhau dữ lắm. Bí mật, sơ không nói, mãi đầu. Trong Huế, trong cái kỳ đầu, may mà cũng còn nhận được cha xứ. Mình không phải là cha xứ, cha quê hương. Cha tỉnh bảo rằng lúc anh trước anh em mình đi tu, bà này mà còn bé tí tị gì phải không? Đó. Cha còn nói thêm, đi qua bà còn đòi bế nữa. Mà. Bây giờ bố ai dám bế đi tu rồi hả? Bố ai dám? Không dám nữa rồi. Đó. Nhưng mà hồi bé thì nghịch ngợm, hồi bé thì đơn sơ. Hồi bé thì cũng tưởng là đi lấy chồng, ai biết đâu được. Tự nhiên đùng một cái Chúa gọi, chẳng ai biết được. Đã. Hôm nay giáo họ Lạc Phú chúng ta vui mừng lắm. Vui mừng thì trước đây thì có ta tỉnh về tạ ơn rồi. Tôi thì nửa nọ nửa kia chưa biết đã tạ ơn chưa. Nhưng mà thánh lễ là tạ ơn rồi. Hôm nay lần đầu tiên và không biết có bao giờ có nữa không, một bà sơ về tạ ơn. Cho nên anh em họ hàng là lúng túng lắm. Không biết phải làm gì. Bà sơ họ hàng nhà mình, anh em nhà mình về dâng lễ tạ ơn, mình phải làm cái gì đây? Phát biểu, chuẩn bị hành lý, thành trang, thu dọn hay xưng tội rước lễ, biết mình phải làm gì? Bởi vì trong nhà mình có một con người được dâng mình cho Chúa, được thánh hiến trọn đời. Vui mừng lắm. Và lúng túng lắm. Biết mình phải làm gì để xứng với cái người đi tu, xứng với cái danh dự vậy, mình là họ hàng của người đi tu. Vừa là danh dự như vậy, lại vừa phải hy sinh. Bởi vì là phải làm cái gì đó để xứng đáng với cái người đi tu trong dòng họ của mình. Mọi khi thì mình không có người đi tu, thì mình gặp đứa nào mình chửi đứa đấy.
Mình tức đứa nào là mình mắng lưỡi liền. Mình thích cái gì thì mình xơi luôn. Nhưng bây giờ nhà mình có người đi tu, mình lại phải hiền lành hơn, nhịn nhục hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn. Mình phải xứng đáng cái đó. Cho nên nó vất vả, không phải là một người đâu, mà cả họ hàng, ông bà cố, anh em là đều phải đi tu theo. Còn nếu hỏi là đi tu mà mến Chúa thì đúng rồi, đi tu mà mến Chúa. Nhưng mà người giáo dân, người ta sống bậc gia đình, người ta cũng mến Chúa chứ đâu phải cứ đi tu mới mến Chúa. Người ta cũng đạo đức, ngày người ta mấy lần đến nhà thờ đi dâng lễ, họ cũng đạo đức cả đấy chứ, đâu phải mỗi đi tu là đạo đức đâu. Thế thì yêu người, đi tu là mến Chúa là hơn rồi. Bởi vì đến nhà tu và nhà thờ cầu nguyện là sốt sắng lắm, nhưng mà chưa chắc đã yêu người hơn người khác. Người giáo dân thì người ta không mến Chúa mấy, bởi vì là người ta ít khi đi lễ, đi đọc kinh thôi. Nhưng mà người ta lại yêu người. Đôi thanh niên nam nữ mà nó ngồi bên nhau từ sáng đến chiều được, nhưng vào nhà thờ dâng lễ một tiếng đồng hồ là nó không ngồi được nữa đấy. Họ yêu người nhưng mà không mấy khi yêu Chúa. Nhưng mà nếu ai hỏi phỏng vấn dì Nguyệt xem tại sao dì đi tu, khó trả lời vô cùng. Tại sao phải đi tu? Mà nhất là thanh niên nó rất tò mò, tại sao dì đi tu, tại sao cha đi tu, thầy đi tu. Nó muốn tìm hiểu cái tiểu sử, tò mò cái ơn gọi như thế. Nhưng mà chúng ta phải tóm lại, đi tu chỉ là tôi thích thôi, tôi thấy hợp với mình thôi, đơn giản vậy thôi. Mến Chúa thì mình không biết có mến hơn người giáo dân đâu, nhưng mà mình thấy rằng cái đời tu nó hợp với mình. Đấy, sống đời sống cộng đoàn, chị em hợp với mình. Thấy được mặc áo ròng hợp với mình. Thấy đời sống cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện hợp với mình. Như mùa hè này các dòng là đua nhau là mở lớp là tìm hiểu ơn gọi. Sứ tôi cũng phải vận động, hôm nay thì đi theo dòng này, mai chuyển sang dòng khác, biết đâu có cái dòng nào nó hợp với mình. Lựa trước đi. Bởi vì đi tu không phải là cứ đi tu đâu cũng hợp đâu. Có người hợp với tu chiều, có người hợp với tu dòng. Nữ các gì có 5 dòng một tu hội. Có người hợp với dòng này mà không hợp với dòng kia. Có người hợp với dòng Đa Minh mà sang Mân Côi là không chịu được. Cho nên rằng là phù hợp với dòng nào mình đi tu dòng đấy. Mỗi dòng có một tiêu chí khác nhau. Nói hơi vào cái chuyên môn một tí để chúng ta hiểu là không biết gì Nguyệt gì đi chọn dòng đó là ai giới thiệu hay phải tu tập cỡ nào. Vì cái nơi hẻo lánh này, cái nơi đắm đuối này, nơi xa xôi này mà được nhận vào nhà dòng khó lắm. Người ta ở Phú Nhai, rồi người ta ở các cái xứ lớn như kia Lao thế, người ta đi tu dễ vì có gì này nâng đỡ gì kia, họ hàng nâng đỡ nhau rồi gọi nhau đi thì có bảo kê ha, bảo lãnh. Mình đây đơn thương bộc mã, tự nhiên thì chân quê mà giờ nơi hẻo lánh thế này, chân ướt chân ráo không biết gì vào nhà dòng, biết bao nhiêu khó khăn vất vả vượt qua được cái mặc cảm. Mặc cảm hỏi quê ở đâu, quê ở Phú Nhai, quê ở kia Lao, Trung Lao oanh liệt hoành tráng lắm, quê ở Lạc Phú, Vinh Phú ở đâu vậy không biết. Đi vào cái làng này không có chợ búa, không có cái nơi trung tâm thị trấn gì cả, giữa cái làng, giữa cái cánh đồng heo hút như này thì trình độ cũng chẳng có gì, không dám xưng ra quê của mình nữa. Đó. Thế nhưng mà vẫn phấn đấu thế nào đó để người ta chọn lựa vào trong dòng tu, khó hơn nhiều, vất vả hơn nhiều. Nhưng hôm nay thì chúng ta nói hơn hết đó là lời tạ ơn, cùng với gì tạ ơn Chúa vì Ngài đã gọi. Ngài gọi mà có người ở quê hương hẻo lánh xa xôi này gọi để dâng mình cho Chúa. Đó là niềm hạnh phúc. Đó là việc của Chúa. Ngài muốn gọi ai thì Ngài chọn. Như vậy mỗi người chúng ta cũng được mời gọi. Người thì xây dựng gia đình, người thì gọi đời sống hôn nhân gia đình, người thì gọi đi tu cộng tác và với nhau. Chứ nếu chúng ta đi tu cả thì nhà dòng lấy chỗ đâu mà ở. Mà nhất là sau này con gái đang ít, con trai thì nhiều. Cho nên tôi nói với các dì dòng là đừng có xây nhà dòng nữa, mai cơ không có đứa con gái nào đi tu đâu. Đưa hết tiền chúng tôi xây chủng viện, con trai ế nhiều lắm đấy. Không hỏi được vợ thì đi vào dòng và chủng viện tu thôi, con gái không có đâu. Cho nên hôm nay chúng ta mừng như thế này, còn cả làng chúng ta chưa biết có người nào đi 5, 7 năm, 10 năm sau, 20 năm sau, khó mà có ơn gọi nữ đi tu, khó lắm.
Cho nên đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Và ở đây để kết thúc, không nói dài nên kết thúc, tôi cũng khản đang ốm. Cho nên chỉ chúc cho dì Nguyệt được là trung thành với ơn gọi. Như một bài thơ người ta nói là đi tu như thể đi câu, anh nào trai mặt ngồi lâu mới tài. Đi tu như của quan tài mới loanh quanh ở bên ngoài đã run. Đi tu như thể dây chun, lúc co lúc giãn lúc trùng mới hay. Đi tu như thể người say, lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Đi tu như thể điểm 10, cứ học cho hết cả đời vẫn mong. Đi tu như thể con công, trông gì đẹp đấy nhưng mà không có gì. Đi tu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon. Cho nên mỗi một cái hương vị cuộc sống mang lại cho chúng ta một chút xíu. Cái mình hay gặp các học trò của mình cái bài thơ là về bước thấy dòng tu bóng xế tà, gõ cửa 5 phút một sơ ra, lang thang phía trước vài con chó, lác đác đằng sau cái chổi trà. Rồi thấy vậy thì anh ta làm sao? Tôi chuẩn vội vã quên đôi dép, sơ cười vui vẻ kính vô nhà. Hóa ra sơ đang lao động hả? Thế mà tôi tưởng sơ đuổi ra. Cái công việc đó nó nhiều, có thể chỉ là những công việc quét sân, quét sướng của nhà, quét tường, trồng rau, nuôi lợn, cũng như những đời sống gia đình bình thường mà thôi, nhưng lại mang dáng dấp của một người đi tu. Như thế, sống giữa dòng đời, vẫn là những con người yếu đuối, vẫn là những con người như thế, sinh ra nơi làng mạc xa xôi hẻo lánh này, sinh ra nơi giữa mọi cộng đoàn, hồi bé cũng tắm sông, cũng chăn trâu cắt cỏ. Thế rồi đùng một cái, Chúa gọi lại làm một công việc của Ngài. Đó là bàn tay kỳ diệu của Chúa đã làm lên và mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta hiệp ý với gì cũng như là với bà cố, để mỗi người chúng ta dòng họ, chúng ta tạ ơn Chúa, cầu nguyện có thêm những người đi tu để làm cho công việc của Chúa. Và mỗi người chúng ta sống trong bậc gia đình cũng tự hào về những người đi tu, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta giúp đỡ, bổ túc cho nhau, để cho trở thành một bức tranh hoàn hảo, có cả người đi tu và có cả người xây dựng gia đình đấy. Amen. Giờ cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, hồng ân Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không cho tất cả những ai trông cậy nơi Chúa. Trong tâm tình hân hoan cảm tạ Chúa, chúng ta cùng hoan hỷ dâng lên Chúa những ước nguyện sau đây. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em trên trời là đấng trọn lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, hàng linh mục, cách riêng quy cha đồng tê trong thanh lễ hôm nay luôn tràn đầy ân sủng khôn ngoan thanh đức và nhiệt thành trong sư vụ ngõ hầu, thể hiện khuôn mặt nhân ai và độ lượng của Chúa Giêsu mục từ cho mọi người. Hôm nay Chúa vẫn đang mời gọi các bạn trẻ: hãy theo tôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ, giao họ chúng ta can đảm sẵn sàng bước theo và nuông, bước theo làm môn đệ Chúa trong ơn gọi thánh hiến, để trở thành những chứng nhân Chúa giữa lòng thế giới. Anh em là những người Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Xin cho các nam nữ tu sĩ, nhân là dì Maria trong thanh lễ tạ ơn mừng hồng ân vinh khân hôm nay, luôn ý thức được ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa đã thương ban, để sống đời thanh hiến cách trọn vẹn cho Thiên Chúa và dân thân phục vụ anh chị em đồng loại. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ân phúc nước trời cho linh hồn ông cô Gioan Bautista và linh hồn tiền nhân, cùng xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho quý ân nhân,
thân nhân của chúng con. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho công đoàn tham dự thánh lễ hôm nay luôn sống tâm tình ta ơn Cha trên trời, vì hồng ân làm người, làm con Thiên Chúa trong giáo hội, và quyết tâm đóng góp phần tuyệt hảo để xây dựng giáo hội, giáo xứ, giáo họ ngày càng phát triển theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng con. Xin tiếp tục ban ơn nâng đỡ để Sơ Maria hiến dâng trọn đời phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em, Thiên Chúa là Cha toàn năng châm nhờ hơn. Lạy Chúa, chúng con dâng thiên lễ vật này để ngợi khen Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Hỡi, 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 Chúa
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, đồ xứng đáng hầu gần trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Thomas chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến nguyện tạ ơn, siêu ơn bình an của các tôi tới Chúa là tất cả các bậc tiền nhân, ân nhân, thân nhân của giáo họ chúng con, cách riêng là ông Cố Doan và Thị Sĩ Tà, mà chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gói ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như anh chị em chúng con đã nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con ở nơi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện sánh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu, giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì
lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, vô cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hy lễ tạ ơn chúng con đã dâng tiến và lương thực thiêng liêng chúng con vừa lương thực thiêng liêng Chúa vừa ban, đó chính là bí tích cứu độ của con một Chúa. Ước chi bí tích này giúp chúng con vui vẻ hăng say phụng sự Chúa và nhờ đó được hưởng những hồng ân khác nữa. Chúa cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúng con xin kính mời cha xứ, quý cha quê hương, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn an toàn. Vâng, hôm nay đứng trước hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã trao ban cho sơ Maria Trần Thị Nguyệt,
Giờ đây trong giây phút hồng phúc này, Sơ Maria Trần Thị Nguyệt muốn dâng lời cảm tạ tri ân tới quý ông, tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, cha mẹ và toàn thể cộng đoàn cùng Sơ Maria dâng lên Thiên Chúa lời cảm ơn trong thánh lễ hôm nay. Chúng con xin kính mời Sơ. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài tuôn mưa móc ngập tràn lối đi. Trọng kính cha chánh xứ Augustino, quý cha quê hương, cha Vinh Sơn và cha Giuse. Dì bề trên tổng quyền, quý dì trong ban tổng cố vấn, quý dì, quý chị em dòng nữ Đa Minh Bùi Chu, quý ban hành giáo, giáo họ Lạc Phú, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Thật là một niềm vinh hạnh cho hạnh phúc lớn lao cho con khi hôm nay con được trở về quê hương để cùng với gia đình, giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ngay giây phút này đây, con không biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho con. Hồng ân Chúa đã ban cho con được sinh ra làm người, làm con Chúa, và đặc biệt hồng ân Chúa đã thương chọn gọi con làm tông đồ cho Chúa trong bậc thánh hiến. Dù con mọn hèn bất xứng, nhưng Chúa đã thương chọn gọi con dấn thân cho Ngài cách trọn vẹn qua hồng ân vĩnh khấn ngày 28 tháng 5 năm 2022 trong gia đình hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu tại hội dòng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Đức Mẹ Sầu Bi bên Hoa Kỳ. Quả thật, khi nhìn lại chặng đường đã qua, con càng cảm nhận thấy rõ một điều rằng con đã được Chúa đoái nhìn. Lúc này đây, tâm hồn con dâng tràn niềm tri ân bởi những hồng ân mà con đã được lãnh nhận là nhờ biết bao sự hy sinh, yêu thương, khích lệ và những lời cầu nguyện của bao người. Vì thế, trong giây phút trọng đại này, con muốn được nói lên đôi lời tâm tình tri ân. Lời đầu tiên, con xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cha chánh xứ Augustino. Vì tình hiệp thông và yêu mến, cha đã cho phép gia đình con cùng với giáo họ tổ chức thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho bố con, linh hồn Gioan Bautista. Hơn nữa, cha còn lo lắng thu xếp mọi công việc, tạo mọi điều kiện để thánh lễ hôm nay được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Con xin hết lòng tri ân cha. Lời tri ân sâu sắc con xin gửi tới cha quê hương Vinh Sơn. Vì tình thương mến, cha đã sắp xếp công việc cùng về đây hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với con và chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Con chân thành tri ân cha Giuse cũng vì tình thương mến trong tinh thần hiệp thông đã nhận lời về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho con. Con xin chân thành cảm ơn quý cha. Con xin được bày tỏ lòng tri ân tới dì bề trên tổng quyền Cecilia, quý dì trong ban tổng cố vấn, quý chị giáo, cùng toàn thể quý chị em trong hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Quý dì đã đón nhận con vào gia đình Đa Minh Bùi Chu, đồng thời đã hướng dẫn, dạy dỗ, đồng hành cùng con từ những ngày đầu của hành trình dâng hiến. Chính những điều đó cho con cảm nhận được hội dòng là gia đình của mình. Con xin chân thành cảm ơn quý ban hành giáo, giáo họ Lạc Phú, quý hội đoàn, ban ca đoàn, ban âm thanh ánh sáng, ban lễ sinh và từng người trong giáo họ cùng tất cả những ai đã góp công, góp sức cho thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho lòng quảng đại của tất cả mọi người. Con xin ghi nhớ tấm lòng của quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể quý khách, sự hiện diện đầy yêu thương của quý vị, kể cả những người vì hoàn cảnh đã không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay, nhưng đã gửi lời chúc mừng và hiệp thông với con qua lời cầu nguyện
đã khích lệ con rất nhiều trên bước đường dâng hiến. Xin tình yêu của Chúa luôn đồng hành cùng quý vị và gia đình. Trong tâm tình biết ơn, con xin tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên nội ngoại cùng linh hồn do An Bao Tisita bố của con, cũng là người đầu tiên con chia sẻ về ơn Thiên Triều Chúa đã thương ban trong con. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các ngài sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Kính thưa mẹ, con cảm ơn mẹ đã quảng đại cho con được tự do lựa chọn và quảng đại dâng hiến con cho Chúa. Con tin rằng ơn gọi của con có được ngày hôm nay cũng là do tình thương cha mẹ đã nuôi nấng đức tin cho con từ tấm bé. Con cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành và cầu nguyện cho con trong bước đường dâng hiến. Xin tiếp tục cùng con tạ ơn Thiên Chúa trong bậc sống và ơn gọi cao quý này. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới anh chị. Các em và các cháu đã luôn đồng hành và cầu nguyện cho em trên bước đường dâng hiến. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời đồng hành của mẹ Maria luôn chúc lành cho gia đình của anh chị và gia đình các em. Giờ đây, kính xin quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, con xin có bó hoa dâng lên cha xứ, kính tặng mẹ trong ngày đặc biệt này để tỏ lòng biết ơn của con. Kính thưa quý cha, quý dì, quý chị em trong hội dòng, cùng toàn thể cộng đoàn, cả cuộc đời con kết dệt bởi những sợi chỉ ân tình, tình Chúa, tình người. Đời sống thánh hiến của con hôm nay kể như mới là khởi sự. Với thân phận một con người mỏng giòn yếu đuối, con luôn ý thức rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn bởi con chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ. Con kính xin quý cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong hành trình phía trước. Nguyện kính chúc quý cha cùng toàn thể cộng đoàn được dồi dào ơn Chúa, được hồn an sắc mạnh trong đời sống. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Quan Thầy Vinh Sơn ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người cùng với quý ban hành giáo giáo họ. Trong khi tổ chức và đón tiếp, chắc chắn chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Kính xin quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn lượng thứ và nhận nơi con lòng biết ơn sâu sắc. Sau thánh lễ và chụp tấm hình lưu niệm, con kính mời quý cha, quý dì, quý anh em dòng họ, quý ban hành giáo, quý hội đoàn và quý khách mời cùng chung vui với con bữa cơm gia đình trong ngày trọng đại này. Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân trong ngày hồng phúc này, tôi xin trân trọng giới thiệu ông trùm đại diện cho quý chức ban hành giáo và cộng đoàn giáo họ có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng sơ. Xin kính mời ông trùm. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng kết thúc thánh lễ. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chưa trong trái tim mẹ hiền luôn chiều mến bài hướng dẫn cho trái miền thơ ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ mẹ, nhờ mẹ đưa dâng Chúa trót đời.